Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu kỹ một chút về cái công cụ Text ở trong Photoshop. Thì ở trong một số bài trước thì mặc dù chưa giảng sâu nhưng mà chúng ta cũng đã làm việc một chút với Text rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi kỹ hơn. Thực ra Text thì nó cũng là một cái phần rất là quan trọng ở trong bất cứ một cái thiết kế nào. Tại vì là hình ảnh dù nó có trực quan đến đâu, nó có mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng không thể nói hết được tất cả các vấn đề. Và trong mọi trường hợp khi mà nói tận cùng vấn đề thì bao giờ người ta cũng phải dùng văn bản để mà người ta diễn giải đến mức kỹ nhất cái vấn đề. Thế thì cách nhập text thì các bạn đã biết rồi, chúng ta sẽ nhấp chọn công cụ text và sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào trong cái bản thiết kế của chúng ta. Có hai loại text thì bây giờ chúng ta cũng phải giải thích một chút, đó là text dạng paragraph, văn bản đoạn, và text thông thường. Text thông thường thì như trước đây chúng ta vẫn làm, đó là chúng ta chỉ kích chuột một cái. Khi cái dấu nháy bắt đầu nhấp nháy thì chúng ta sẽ nhập cái nội dung text vào. Đó. Và cách nhập thì các bạn biết rồi. Giờ chúng ta nhập văn bản vào trong một cái tài liệu nào thì cách gõ để nó ra được cái tiếng Việt thì các bạn đã biết rồi, đúng không? Thế trên Photoshop thì họ cung cấp cho chúng ta cái thanh option, và khi chúng ta sử dụng text thì một số các cái trợ giúp thì nó đã hiện ngay lên đây. Thứ nhất là cái kiểu chữ này, thứ hai là cái định dạng là thông thường này, rồi thì mạnh này, rồi thì bold này, rồi nghiêng này, vân vân, thì là nó sẽ xử lý ở đây. Đó. Thế còn size, kích thước của chữ thì nó nằm ở đây. À, một vài cái nữa thì chúng ta cũng sẽ nói thêm, đó là cái kiểu hiển thị như thế nào ở trên màn hình. À, tại vì các bạn biết là chúng ta đang làm việc ở trên một cái nền tảng bitmap, và cái bitmap đó thì nó hiển thị theo cái ô vuông của pixel, do đó thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc hiển thị của chữ lên trên cái thiết kế như thế nào. Và chúng ta sẽ có thêm một số các cái trợ giúp năm, có nghĩa là nó sẽ thể hiện theo đúng từng pixel một. Thế còn trong các trường hợp khác, ví dụ như sharp, crisp, strong, smooth này, thì nó sẽ bù các điểm ảnh để làm sao trông cái chữ nó sẽ mềm mại tròn trịa hơn. Cái này thì nó tương tự giống như là cái bù điểm ảnh ở trong cái tạo vùng chọn hình cong ấy, chúng ta đã nói rồi, đúng không? Ngoài ra thì còn có thêm một vài cái option nữa, ví dụ như là gióng hạn thẳng bên trái, thẳng bên phải và cân giữa. Đây là màu mà chúng ta sẽ thiết lập cho text, vân vân. Thế đấy là một vài cái rất là cơ bản. Thế sau khi mà chúng ta nhập xong text rồi thì text sẽ hiển thị như thế nào ở trong cái tài liệu của chúng ta? Thì nó cũng trở thành một layer và nó khác biệt so với các layer ảnh thông thường, đó là nó có hình dạng chữ T ở cái phần thumbnail trong cửa sổ layer này. Nó vừa là một layer nhưng nó vừa lại giữ các đặc trưng của text, bởi vì chúng ta vẫn có thể bôi đen và chúng ta vẫn có thể sửa nội dung cũng như điều chỉnh các cái thuộc tính thuộc về chữ, ví dụ như thay đổi màu. Mặc định thì ban đầu như thế nào? Mặc định ban đầu là màu tiền cảnh là màu gì thì mặc nhiên là chữ của chúng ta đánh ra sẽ có màu đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta có thể bôi đen chữ và chúng ta thực hiện cái việc thay đổi màu trên này. Đấy. Sau khi mà chúng ta nhập xong thì chúng ta đã có một cái dạng tài liệu là văn bản như thế này. Và đây là dạng văn bản thông thường. Văn bản thông thường thì nó có đặc tính như thế nào? Văn bản thông thường có đặc tính là nếu như các bạn không có cái thao tác Enter xuống dòng thì nó cứ dài 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 mãi. Thế còn dạng văn bản thứ hai, dạng văn bản thứ hai thì gọi là dạng văn bản paragraph. Dạng văn bản paragraph thì nó sẽ có khác biệt là như thế này. Không phải thao tác kích chuột một cái mà chúng ta sẽ kích chuột và giữ. Sau đó thì chúng ta kéo dê lên như thế này để chúng ta tạo ra một cái hộp chứa chữ. Sau khi chúng ta buông ra thì các bạn sẽ thấy cái hộp chứa chữ nó xuất hiện. Và lúc này các bạn sẽ nhập văn bản vào đây. Ví dụ các bạn đã nhìn thấy rất rõ là
cái văn bản paragraph thì nó khác với lại cái văn bản thông thường ở chỗ nó rất giống như là một cái trang Word. Có nghĩa là khi mà hết cái kích thước chiều ngang của cái hộp chứa thì nó sẽ tự động nó ép cái văn bản chạy xuống dòng, hoặc trong trường hợp này như các bạn thấy là nó sẽ bẻ cái chữ ra và nó tạo ra một cái dấu nối và nó đẩy cái phần còn lại mà thiếu chỗ đẩy xuống dòng dưới. Thế cái điểm khác biệt ở đây chúng ta sẽ nhìn qua một chút như thế này. Đối với một cái văn bản dạng paragraph và cái dạng văn bản thông thường thì cái việc mà chúng ta nhấp chuột vào đây thì nó sẽ thấy cái đường baseline, cái đường chân chân chữ này, và chúng ta có thể là thực hiện bôi đen và xử lý. Và nếu như mà chúng ta bấm vào đây đó thì nó lại hiện ra cái hộp. Và khác biệt ở đây nó sẽ rõ nhất là gì, khi tôi thay đổi kích thước của hộp thì nó sẽ kéo chữ lên dòng xuống dòng đấy. Còn cái thằng này thì nó lại hoạt động theo cái nguyên tắc là hơi giống như là một đối tượng thông thường, đó là chúng ta Ctrl T khi mà chúng ta thay đổi như thế này đó thì nó sẽ thay đổi vừa kích thước hộp vừa vừa gì ạ, vừa kích thước chữ ở trong đó, nhưng mà nó vẫn có cả hộp, nó vẫn cả có cả text. Thế còn cái thằng này khi tôi Ctrl T này, Ctrl T thì lúc này chúng ta sẽ thay đổi đúng không, thay đổi kích thước của cái này thôi và cũng không có hộp hết gì cả. Thế thì bây giờ có hai cách thay đổi đúng không, đấy, bằng lệnh Ctrl T hoặc là bằng công cụ text. Thì bằng công cụ text thì nó chỉ thay đổi kích thước hộp mà không làm thay đổi kích thước chữ. Còn cái thằng này thì không thay đổi được kích thước theo kiểu đó. Đã đặt vào đây là chỉ có vấn đề là gì đây nhỉ? Bôi đen và gì? Bôi đen và chúng ta thay đổi nó bằng các tham số ở đây. Tham số ở đây. Đấy, chúng ta có thể thay đổi thu nhỏ, phóng to cái chữ, hoặc là chúng ta sẽ phải sử dụng lệnh Ctrl T co duỗi nó như là co duỗi một cái thay một cái layer thông thường. Thế thì ở text thì nó có mấy cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý như sau. Một là text sẽ không có lệnh tô. Đây. Đó, text không có lệnh tô. Các bạn là chọn một layer chứa text và các bạn chọn lệnh fill thì bất kể là layer text thông thường hay là layer text dạng paragraph thì lệnh fill này đều bị chìm, do nó vẫn giữ quan trọng là gì? Quan trọng là cái thuộc tính text của nó. Đấy. Và chúng ta chỉ có cách là gì? Chọn cái layer chứa chữ này, chọn công cụ này và sau đó thì chúng ta thay đổi màu ở đây. Đấy, thì lúc đó nó sẽ thay đổi màu cho chúng ta. Chứ còn lệnh tô thì lại không khả dụng ở đây. Và như thế là các cái thể loại khác, ví dụ như là tô gì nhỉ? Tô thông thường này, tô chuyển này, tô pattern này hay là gì gì đó, chúng ta đều không thể làm được như thế này. Hay là ví dụ như là chúng ta muốn làm các thao tác giống như là các cái đối tượng layer thông thường chẳng hạn, tôi lấy bút tôi tô vào đây có tô được không? Cũng không, nó bảo vệ cái thuộc tính của text đấy. Tại vì khi các thao tác thông thường là chúng ta làm việc trên các pixel, nhưng ở đây thì không phải pixel, cho nên là các cái công cụ mà chúng ta đưa vào là không làm được đấy. Tẩy cũng không đúng không, clone stem này cũng không, vân vân, các thứ đó đều không xử lý được. Vậy thì text sẽ phải làm việc với nó như thế nào? Một là chúng ta sử dụng layer và chúng ta chọn layer style để chúng ta làm những cái việc như thế. Đó. Các bạn có thể dán bất cứ layer style nào vào trong này cho text như là một layer thông thường. Thế còn đối với màu thì chúng ta sẽ có mấy cái, đó là overlay, color overlay, gradient overlay và pattern overlay. Ba cái này là ba cái giúp chúng ta xử lý về màu hoặc là chất liệu gì đó lên trên chữ. Ví dụ tôi chọn cái này đúng không? Sau đó thì vào layer, tôi muốn đổi màu chẳng hạn thì tôi cũng có thể làm bằng cách là chọn layer style, sau đó
chẳng hạn như color overlay, tôi bấm vào đây thì nó sẽ ra cho tôi một cái bảng màu như thế này, muốn lấy màu nào thay thế thì tôi sẽ chọn, và sau khi mà tôi chọn xong thì nó sẽ hiển thị cái màu này vào đây. Thế bản chất của nó là gì? Nó tạo ra một cái layer style, chúng ta có thể tắt effect hoặc là bật effect, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là màu gốc của text hay là cái màu được phủ, được bọc thêm thêm. Hoặc tôi có thể xử lý ví dụ như pattern chẳng hạn, cũng vậy, layer style chẳng hạn, pattern đầu tiên là gradient đi, tôi màu chuyển đúng không, tôi có thể chọn là gì đây, gradient overlay đúng không, sau đó thì tôi chọn gì đây nhỉ, chọn kiểu màu đúng không, ví dụ như thế này hay là ví dụ như thế này. Sau khi chọn xong màu thì nó lại bọc cái gì đấy, bọc cái màu chuyển đó vào, và nó cũng vẫn là ở cái dạng gì đấy, đính kèm. Có nghĩa là nếu mà tôi tắt cái effect này đi thì chúng ta lại thấy được cái màu gốc của nó, bật lên thì chúng ta lại thấy cái màu tô chuyển mà được bọc vào trong cái lớp text này. Hoặc pattern đấy, muốn đưa bất cứ một cái mẫu pattern nào, chất liệu nào vào thì chúng ta cũng lại chọn layer style, chọn pattern overlay, và lúc đó thì pattern lại được bọc vào trong cái lớp text đó. Cái lệnh này thì nó không phân biệt giữa ảnh cái text dạng paragraph hay là text thông thường, đều có thể hoạt động như nhau cả. Thế bây giờ đến vấn đề tiếp theo, ngoài cái tô màu thì chúng ta còn có mấy vấn đề về chiều. Mở hộp công cụ ra thì các bạn nhìn thấy chúng ta có bốn cái công cụ con nằm ở trong công cụ text này, bao gồm là công cụ làm chữ ngang, công cụ làm chữ dọc, công cụ làm vùng chọn hình chữ nhưng mà chạy ngang, và vùng chọn hình chữ theo chiều dọc. Thế thì bây giờ tôi muốn làm chữ dọc thì tôi sẽ chọn cái công cụ chữ dọc này và nhấp vào đây thì tôi sẽ đánh được cái chữ dọc. Ví dụ như là các bạn hay nhìn thấy những cái biển đặt dọc cửa hàng đúng không? Ngày xưa thì các bạn hay thấy các cái biển như thế nhiều nhất là ở các cái cửa hàng bán điện thoại di động. Các bạn sẽ thấy là Samsung hay là Nokia hay là Sony gì đó thì nó sẽ có cái biển đặt dọc cửa hàng này đúng không? Samsung. Đấy, thay vì thể hiện là chữ theo chiều ngang thì nó sẽ sắp các con chữ theo chiều dọc như thế này. Thì thực ra thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta chọn cái công cụ gì đấy ạ, nhập chữ dọc, hoặc các bạn cũng có thể chọn một cái chữ là dọc hoặc ngang và các bạn đảo chiều. Đảo chiều thì các bạn làm như thế nào? Đảo chiều thì các bạn chọn cái công cụ text, chọn cái layer chứa text, và sau đó thì các bạn sẽ có một cái sự trợ giúp ở trên thanh option, đó là các bạn bấm vào cái nút này. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ chuyển, đúng không? Vừa nãy là tôi gõ chữ dọc, nhưng khi tôi bấm vào cái nút này thì nó tự động nó chuyển cho tôi sang thành chữ ngang, và hoặc là ngược lại, bây giờ đang chữ ngang, tôi bấm vào đây thì nó sẽ chuyển cho tôi sang thành chữ dọc. Như vậy là chúng ta có một cái công cụ để hỗ trợ chuyển đổi rất nhanh giữa hai dạng là chữ ngang và chữ dọc. Thế còn đây là chữ thông thường đúng không? Thế còn chữ dạng paragraph, chữ dạng văn bản khối này thì chúng ta có làm được như thế hay không? Thì đây, chúng ta là xem luôn. Chọn cái chữ paragraph đúng không ạ? Và khi mà tôi bấm vào đây thì nó cũng sẽ làm sao đây ạ? Nó cũng sẽ chuyển cho tôi thành chữ theo kiểu dọc như thế này. Và kiểu này thì nó hơi khác biệt một tí, vì nó đây là một cái sự hỗ trợ cho cái chữ dạng tượng hình theo kiểu Trung Quốc hay Nhật Bản, có nghĩa là viết theo gì đấy, theo chiều dọc từ trên xuống, và viết từ gì đây, viết từ phải sang trái chứ không phải là viết từ trái sang phải, đúng không? Các bạn nhìn thấy này, cái chữ nhập này, văn này, bảng vào này, hộp text trong Photoshop thì nó lại viết cho chúng ta theo kiểu là từ phải sang trái. Đấy, cái kiểu viết cổ như thế. Thế thì như vậy là chúng ta đã biết thêm được một cái vấn đề, đó là có chữ ngang và có chữ dọc, và cách hoán đổi chuyển qua chuyển lại giữa hai cái dạng chữ ngang và chữ dọc đó bằng cách là bấm vào cái biểu tượng ở đầu của cái thanh option này. Đấy. Thế còn các cái thứ khác thì cũng vậy thôi.
các bạn muốn chuyển đổi cái gì thì các bạn cũng phải chọn, và lúc đó thì các bạn mới bấm vào các tùy chọn này để các bạn thay đổi nó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu hai công cụ bên dưới. Hai công cụ bên dưới thì nó là công cụ tạo cái vùng chọn mang hình chữ. Như vừa nãy thì tôi đã nói là chữ là một cái dạng layer mà nó tương đối đặc biệt, bởi vì nó xuất hiện ở trong cửa sổ layer giống như các layer khác, nhưng nó lại giữ các thuộc tính về text, cho nên là sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta làm nó không thuận tay nếu mà chưa quen. Đấy, chúng ta cứ quen làm theo kiểu điểm ảnh, chúng ta cứ quen làm theo kiểu có vùng chọn vân vân, và do đó thì việc xử lý bằng text nhiều lúc là các bạn muốn thêm bớt, các bạn muốn tô vẽ nó giống như là một cái layer thông thường, các bạn không làm được. Tất nhiên là chúng ta có thể làm theo một cách khác, ví dụ như là tôi chọn cái layer này đúng không, sau đó thì tôi giữ cái gì, giữ phím Ctrl, tôi kích vào cái thumbnail của cái layer chữ đó, thì nó hiển thị cho tôi là sao đây, nó hiển thị cái vùng chọn lên, và sau đó thì tôi sẽ tạo một layer mới. Lúc này thì tôi muốn tô, tôi muốn làm cái gì thì tôi sẽ làm đó. Ví dụ như color này, tôi chọn một màu nào đó thì tô vào thì nó sẽ ra. Nhưng lúc này thì là chúng ta đang làm việc với vùng chọn mang hình chữ thôi. Thì bây giờ Photoshop nó cung cấp cho các bạn một phương pháp khác, đó là các bạn có thể sử dụng cái công cụ như thế này. Khi mà chúng ta đánh vào thì nó vẫn tạo ra gì đây? Nó vẫn tạo ra hình chữ. Nhưng nó có phải là chữ không? Bây giờ vẫn là chữ. Vì sao lại bây giờ vẫn là chữ? Ví dụ tôi vẫn có thể bôi đen để tôi sửa một cái chữ nào đó, đúng không? Ví dụ như này, đấy, xóa này. Ví dụ tôi có thể bôi đen, tôi thay đổi nội dung. Nó vẫn hoạt động như chữ, nhưng khi mà tôi chỉ cần tôi thoát ra khỏi cái này. Tôi chỉ cần thoát ra khỏi cái công cụ chữ thì lập tức nó không còn là chữ nữa, mà nó chuyển luôn sang thành cái vùng chọn có cái hình chữ đấy cho tôi. Và lúc này tôi có thể tô, tôi có thể vẽ, tôi có thể làm bất cứ cái gì đó bằng cái công cụ thông thường như chúng ta vẫn quen làm ở trên các cái điểm ảnh, trên các layer thông thường. Bây giờ ví dụ như là tôi tô, đúng không? Đây, tôi tô màu vào ngay. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ có được một cái cách thức nữa. Nếu như mà chúng ta vẫn quen làm việc với vùng chọn, chúng ta vẫn quen làm việc với các layer thường, thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ tạo vùng chọn hình chữ như này. Và cũng giống như là chữ thông thường thì các bạn có cả hai thứ, đó là tạo cái vùng chọn theo chiều ngang và tạo vùng chọn chữ theo chiều đứng. Đấy. Và lúc mà vẫn còn đang là text như thế này thì các bạn có thể chuyển đổi bất cứ cái gì, đúng không? Thay đổi phông này, thay đổi size này. Đấy, rồi thì gióng trái, gióng phải vân vân, các bạn đều có thể làm được. Và sau khi làm xong, thoát ra một cái thì nó sẽ giữ cho các bạn cái vùng chọn hình chữ như thế này. Nhớ là thoát ra một cái là thôi, khỏi chỉnh luôn, tại vì lúc ấy nó là vùng chọn rồi. Thế thì đấy là bốn loại mà chúng ta có thể làm, đúng không? Chữ ngang, chữ dọc, vùng chọn hình chữ ngang, vùng chọn hình chữ dọc. Và chúng ta cũng biết thêm vài cái, có nghĩa là chúng ta không tô được nó theo cách thông thường nếu như là chữ, mà chúng ta phải sử dụng layer style. Tiếp theo nữa, chúng ta có mấy vấn đề như sau cần phải lưu ý. Đây, đã là chữ thì về mặt nguyên tắc nó sẽ ngay hàng thẳng lối như là các chữ thông thường ở các chương trình khác mà chúng ta đã quen. Tuy nhiên là chúng ta có thể làm thêm một vài cái thao tác như thế này. Ví dụ như là tôi uốn cái chữ để cho nó có một cái hình dạng khác biệt đi. Uốn chữ thì có mấy cách như sau. Một là các bạn chọn cái layer chữ các bạn đã đánh, sau đó thì các bạn sử dụng công cụ text. Và khi nhấp chọn công cụ text rồi thì các bạn sẽ kích hoạt được cái nút lệnh này. Nút lệnh này là nút lệnh có hình chữ T và có một cái đường cong ở bên dưới. Nó sẽ giúp các bạn là tạo ra những cái khuôn để ép cái chữ của chúng ta biến đổi theo một số khuôn dạng mà Photoshop cho phép. Ví dụ như sau, tôi chọn layer chữ này, sau đó thì tôi bấm vào biểu tượng ở trên thanh Option,
Khi bấm vào biểu tượng này thì nó mở ra một cái bảng thoại mà các bạn đang nhìn thấy. Hiện tại nó đang là 5, có nghĩa là chưa ép, chưa buộc chữ biến đổi gì cả. Nhưng nếu mà chúng ta sổ danh sách này ra thì các bạn sẽ thấy là nó cung cấp cho chúng ta một số các tùy chọn. Bấm vào một tùy chọn thì có gì xảy ra? Chữ sẽ được uốn, sẽ được ép theo cái khuôn mẫu mà Photoshop cung cấp. Trong đó nó sẽ cho chúng ta mấy cái tùy chọn như sau. Ở phía trên thì các bạn thấy có hai cái tùy chọn là Horizontal và Vertical. Nếu mà chúng ta chọn Horizontal thì nó sẽ uốn kiểu khác, Vertical thì nó sẽ uốn kiểu khác. Tiếp theo chúng ta có ba con trượt, một con trượt là Bends, một con trượt là Horizontal Distortion và một con trượt là Vertical Distortion. Bends này thì nó sẽ quyết định là cái chiều uốn là như thế nào. Ví dụ tôi kéo con trượt sang đây thì cái uốn của nó là uốn chẳng hạn như là uốn xuống dưới như thế này đấy, hoặc tôi kéo sang đây thì nó sẽ uốn lên phía trên. Càng về đầu thì cái sự biến đổi nó càng lớn chẳng hạn như thế. Thế còn nếu mà chúng ta để ở vị trí ví dụ như là không chẳng hạn, là vị trí cân bằng, thì nó không có ép cái chữ của chúng ta uốn. Thế còn kéo về bên trái, kéo về bên phải thì nó sẽ uốn theo các chiều khác nhau. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có con trượt Horizontal Distortion. Thì cái này nó sẽ làm cho một đầu của chữ to lên và một đầu của chữ nhỏ lại tương ứng. Đầu này to ra bao nhiêu thì cái đầu kia nó sẽ thót nhỏ lại bấy nhiêu. Kéo sang trái thì đầu trái to, kéo sang phải thì đầu phải to và cái đầu còn lại thì sẽ theo chiều ngược lại. Thế còn con trượt ở dưới này, Vertical Distortion, thì nó sẽ biến đổi theo cái cách hơi khác một tí, đó là trên và dưới hay là đỉnh và đáy. Nếu tôi kéo sang phía bên trái thì sẽ làm cho đỉnh của chữ xòe rộng ra và ngược lại là chân chữ thoát lại. Còn nếu tôi kéo sang phải thì nó sẽ làm cho chữ của chúng ta là thoát ở phía trên mà xòe cái chân. Đó. Tất nhiên là các bạn có thể kết hợp cả ba con trượt này. Đấy, làm cho nó cong này, làm cho đầu to đầu nhỏ này, và kể cả phía trên to phía dưới nhỏ, thì nó sẽ có rất là nhiều tùy chọn cho các bạn để các bạn có thể là uốn ép cái dòng chữ của chúng ta nó thay đổi theo một cái khuôn mẫu nào đó. Đấy, chúng ta có nhiều kiểu khác nhau. Ví dụ như là cái thằng này là gì ạ? Uốn cong theo kiểu như này. Nếu kéo sang trái thì nó cong lên như thế này, kéo sang phải thì nó cong vòng xuống thế này. Đấy. Hay là chúng ta có Arc Upper thì nó lại ngược lại. Đấy. Ngoài ra là chúng ta có Arch này, chúng ta có Flag này, chúng ta có Way này, vân vân. Thì mỗi một cái khuôn như thế này thì nó đem lại một dạng biến đổi nào đó cho cái chữ của chúng ta. Và cái này thì sử dụng cực kỳ dễ tại vì nó rất là trực quan. Các bạn chỉ cần là chọn Text, sau đó các bạn chọn một cái khuôn, sau đó thì ra dạng các tham số để xem cái dòng chữ của chúng ta biến đổi như thế nào. Sau khi mà hài lòng về cái độ biến đổi của nó rồi, các bạn nhấp OK để xác nhận. Và lúc này thì quan sát giữa một cái layer text thông thường và một layer text mà đã có biến dạng thì các bạn sẽ thấy nó có sự khác biệt. Ở một layer chữ thông thường thì nó sẽ hiển thị bằng một chữ T rất là vuông vắn. Thế còn đối với một cái layer mà nó đã chịu cái sự biến đổi của khuôn thì nó mang cái hình giống hệt như là cái biểu tượng ở trên Hide Option. Thế thì cái này chúng ta có hồi tố được không? Chúng ta có bỏ cái khuôn mẫu được hay không? Thì cái này rất là dễ. Đó là các bạn chọn một layer text mà có cái biểu tượng đã biến đổi này. Sau đó thì chọn công cụ T. Và lúc này thì chúng ta lại thấy cái biểu tượng ở trên Hide Option. Các bạn bấm vào đây và các bạn trả lại cho tôi về định dạng là 5 thì lập tức là nó lại thoát ra khỏi cái khuôn dạng mà đã được áp dụng cho text. Sau đó nhấp OK thì nó trả lại thành một dòng text bình thường. Và lúc này quan sát ở thumbnail trong layer này thì các bạn cũng sẽ thấy là text phía trên này và text phía dưới này là giống hệt nhau, đều là một cái biểu tượng chữ T rất là vuông vắn. Tiếp nữa là chúng ta có làm thay đổi được cái hộp này không? Hộp văn bản này không? Hộp văn bản. Đây, tôi chọn hộp văn bản, đúng không? Tôi lại chọn công cụ T và tôi bấm vào đây. Có uốn được không nhỉ? À, uốn được.
Có nghĩa là cái thao tác này áp dụng được cho cả hai loại text là text paragraph lẫn text thông thường. Đấy. Và nếu như cái text hook này mà được ép vào khuôn thì cái icon này nó cũng thay đổi, cái thumbnail này nó cũng thay đổi và cách tháo gỡ cũng thế thôi. Các bạn chỉ việc là trả cho tôi về năm thì nó lại quay trở về định dạng thông thường. Thế đấy là một dạng biến dạng. Chúng ta còn có một dạng biến dạng thứ hai nữa là gì? Dạng biến dạng thứ hai là thay vì là ép vào một cái khuôn cho sẵn thì chúng ta sẽ đưa nó vào một đường dẫn và dùng cái đường dẫn này để dẫn cái chữ nó chạy theo một cái uốn éo ngoằn ngoèo nào đó theo ý của chúng ta. Lúc đó thì nó sẽ tùy biến theo ý chúng ta. Bình thường ra chữ của chúng ta là đi theo chiều ngang, ngay hàng thẳng lối. Nhưng bây giờ nếu như mà chúng ta muốn tạo ra một cái chữ mà nó lại uốn éo, nó không đi theo một cái đường ngang bình thường nữa, thì chúng ta sẽ làm việc như sau. Trước hết là các bạn cần phải tạo ra một đường dẫn cho nó. Thế thì đường dẫn ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra bằng công cụ pen. Với công cụ pen, các bạn hãy vẽ ra cho tôi một đường path. Đường path này có thể là đường path hở hoặc đường path đóng đều được cả. Và sau khi các bạn vẽ ra một đường path, thao tác tiếp theo của chúng ta sẽ là gì? Thao tác tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ nhập text vào để cho nó bám vào đường path này. Cách thức thao tác như sau. Các bạn chọn công cụ text. Sau đó thì các bạn di nó vào trong cái đường path hiện hành ở trên màn hình. Quan sát một chút này. Đây là biểu tượng của công cụ nhập text trước khi mà chúng ta nhập. Còn nếu như chúng ta đặt nó vào cái vị trí liên quan tới đường path này thì các bạn sẽ thấy là thay vì bao xung quanh cái dấu nhập text là một cái hộp chữ nhật đứt đoạn thì bây giờ không còn cái hộp đó nữa và có một cái dấu cong cong nó xuyên qua cái dấu nhập text này. Bây giờ các bạn kích chuột một cái, có gì xảy ra? Sẽ có một cái dấu nháy nó hiện lên ở trên cái đường path và nó nhấp nháy thông báo rằng là bạn có thể bắt đầu nhập text vào đây. Bây giờ tôi nhập text vào, đúng không? Nhập text vào đường dẫn. Ví dụ như thế. Thì các bạn thấy rằng là nó rất giống như là cái toa tàu và đường ray. Trong đó thì cái đường path mà chúng ta vẽ ra sẽ đóng vai trò như là một toa tàu. Đường path thì nó sẽ đóng vai trò giống như đường ray. Thế còn cái dòng chữ của chúng ta nhập vào nó sẽ hoạt động như một toa tàu. Đường ray uốn đến đâu thì toa tàu nó chạy theo đến đó. Chúng ta có thể chỉnh được không? Chỉnh được. Và chỉnh thì như thế nào? Các bạn sẽ vào công cụ gì đây ạ? Vào công cụ Path Selection hoặc là Direct Selection. Trường hợp này thì Direct thì đúng hơn. Khi chúng ta chọn thì nó sẽ hiện lên cái gì đây ạ? Cái đường path, đường dẫn. Và bằng cách là bấm vào cái đường path này thì các bạn sẽ thấy các điểm neo điều khiển hoặc là các tay đòn điều khiển. Bằng cách là bấm vào cái tay đòn này và các bạn xoay trở nó giống như là các bạn điều chỉnh cái đường path mà các bạn vẽ ra thì cái đường path của chúng ta nó uốn, nó xoay như thế nào thì cái đối tượng text nó bám vào trên đó nó cũng sẽ chạy theo. Và text uốn theo cái đường này thì rõ ràng nó rất khác so với một cái text thông thường, nó cứ ngay hàng thẳng lối, đúng không ạ? Thế text nằm ở trên đường này các bạn có chỉnh được không? Vẫn chỉnh được, tại vì bản chất của nó vẫn là text thôi. Và chúng ta vẫn có thể chọn công cụ text này, các bạn nhấp vào đây, các bạn bôi đen, các bạn có thể thay đổi được nội dung cũng như màu mè, kiểu chữ, vân vân. Mọi thứ các bạn đều có thể điều chỉnh được. Thế và chúng ta còn có thể điều chỉnh cái gì nữa? Đây. Bấm trực tiếp vào đường path này cũng được. Đấy. Bấm trực tiếp vào đường path thì cũng không nhất thiết là lúc nào cũng phải vào gì đấy. Điểm neo. Điểm neo thì di chuyển điểm neo. Bấm vào cái đường path thì chúng ta có thể là gì đấy? Kéo cái đường path. Đấy. Và như thế thì là các bạn đã bắt đầu là tạo ra những cái path rất là khác biệt. Chúng ta cũng có thể làm thêm một vấn đề nữa, đó là cái text dạng văn bản. Nhưng mà chúng ta sẽ tạo ra những cái hộp văn bản
mà nó không vuông thành sắc cạnh. Trước đây khi mà chúng ta sử dụng công cụ Touch này và chúng ta nhấp, chúng ta kéo và vẽ, tôi có thể tạo ra những hộp văn bản to hoặc nhỏ, nhưng mà dù khác biệt nhau về mặt kích thước thì nó luôn luôn giống nhau về mặt hình thức, có nghĩa là hộp nào nó cũng là hình chữ nhật, chỉ có điều là hộp to hay hộp nhỏ mà thôi. Như thế thì cái hộp Touch như thế này nó luôn luôn tạo ra một cái gì đó rất là nhàm chán về mặt hình thức. Thế nếu như mà tôi muốn tạo ra một cái hộp Touch mà nó có cái tính chất là đa dạng hơn, phong phú hơn thì tôi có thể làm được không và tôi làm như thế nào? Thì cách thức vận hành chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là các bạn hãy vẽ ra cho tôi một cái đường path khép kín bất kỳ. Các bạn có thể sử dụng công cụ pen hoặc các bạn có thể sử dụng sự trợ giúp của cái công cụ này, Custom Shape này. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có một số các hình cơ bản. Đấy. Và chúng ta còn có một phần nữa là Custom Shape Tool. Ví dụ Rectangle thì nó vẽ ra gì đấy ạ? Vẽ ra nó sẽ vẽ ra cái hình chữ nhật đó. Ở đây thì nó có một cái điều đặc biệt là chúng ta phải kiểm tra một chút là cái định dạng là gì, là shape hay là path. Đấy. Tôi vẽ ra path thì nó sẽ chỉ ra cái hộp path đen đen này thôi. Thế và hộp path này thì nó là giúp chúng ta tạo ra một số các hình cơ bản. Đây tôi cũng nói luôn, nó có một vài cái biến thể nhỏ nhỏ. Cái này là những cái mà nó mới bổ sung ở cái phiên bản mới. Trước đây thì không có cái này đâu. Phiên bản 6, CS6 là không có. Còn từ phiên bản CC thì nó bổ sung thêm là option này, là để gọt tròn, là xử lý cái góc. Đó. Ví dụ như là tôi cho vào đây 10 chẳng hạn. Đấy thì các bạn sẽ thấy góc này nó về tròn lại 100 chẳng hạn. Đấy thì chúng ta có thể về tròn các góc này lại. Thế và khi mà tôi đã có một cái đường path này rồi thì tôi sẽ làm như thế nào để biến đổi một cái path đó trở thành một hộp Touch. Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Để tôi tạo mới một cái cho nó nhìn cho nó dễ nhé. Đây, chọn path này, vẽ ra một hộp này. Đó. Sau khi các bạn vẽ ra một hộp rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng công cụ Touch và bằng cách là đưa vào đây. Các bạn lưu ý cái thao tác hơi khác một tí nhé. Này, đây là định dạng thông thường, đúng không? Khi tôi chạm vào gì đây? Khi tôi chạm vào đường biên thì nó sẽ biết là kích một cái thì chữ nó chạy theo gì đây? Chạy xung quanh, chu vi. Nhưng nếu mà tôi lùi lại thêm một tí này, tôi lùi vào sâu thêm một tí thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng nó chuyển thành hình tròn bao xung quanh dấu nháy. Và lúc này tôi kích chuột thì nó sẽ hiện ra như thế này. Bây giờ tôi nhập Touch vào đây thì cái này nó sẽ trở thành một hộp Touch. Nhưng các bạn bảo thế cái này thì nó vẫn là cái hình dạng thông thường đúng không? Bây giờ tôi chuyển sang công cụ khác đây, tôi chuyển sang hình tròn chẳng hạn, hay là ellipse này, đúng không? Đây, tạo một path mới đi. Đây. Và sau khi tôi làm như thế này xong, tôi có đưa chữ vào đây được không? Được. Bây giờ chúng ta đang có một gì đây nhỉ? Đang có một hộp Touch hình tròn, đúng không ạ? Tôi có một hộp Touch hình tròn. Rõ ràng trước nay là chúng ta không có hộp Touch này, chúng ta chỉ có hộp Touch hình chữ nhật thôi. Thế còn hình thức phong phú hơn có làm được không? Đây, các bạn chọn cái này. Những cái hình phía trên này tương đối rõ ràng rồi. Hình chữ nhật này, hình chữ nhật bo tròn góc này, hình ellipse này, hình đa giác này. Line này thì không được, tại vì là muốn là hộp Touch thì nó phải là một cái gì đó khép kín. Line nó chỉ giúp chúng ta tạo ra một cái đường hở thôi. Thế còn Custom Shape, khi bấm vào đây thì các bạn sẽ lại có vô cùng nhiều hình. Và trong thiết kế bây giờ, đây là một cái kho tài liệu để các bạn có thể vẽ được ra một số hình rất là nhanh. Ví dụ như là sổ danh sách ra, các bạn sẽ thấy rất rất nhiều hình ở đây. Ví dụ tôi có thể vẽ hình như là một khúc xương như này. Tôi có thể vẽ hình giống như là một con mèo. Tôi cũng có thể vẽ hình
giống như là một cái bóng đèn này chẳng hạn. Đó. Thế thì khi mà chúng ta vẽ ra như thế này thì từ những cái hình này chúng ta có thể biến đổi, chúng ta có thể bắt nó chuyển đổi thành ra một cái hộp text. Ví dụ như là chẳng hạn như là đến sắp đến ngày lễ gì gần đây nhỉ? Tết này, rồi chúng ta có tiếp tục là ví dụ như là ngày ba lung tung chẳng hạn, đúng không? Chúng ta sẽ tìm một cái hình trái tim chẳng hạn. Đấy, tôi và các bạn sẽ vẽ ra một cái hộp text có hình trái tim và chúng ta sẽ biến đổi nó thành thành hộp chứa. Đấy. Thường thường thì ở đây các bạn lưu ý giúp tôi một tí là cái chữ mà chúng ta nhập vào đây thì nên dùng chữ nhỏ thôi. Để làm gì? Để cho nó phủ, cho nó kín. Chúng ta có thể tìm một cái bài viết ở đó nhé. Này, ví dụ tôi lấy thử một cái đoạn text ở đây đi, đỡ phải gõ. Đó, đây, bôi đen này, copy này. Thế và sau khi mà chúng ta có nội dung text rồi thì chúng ta dán vào đây, đúng không? Thế khi mà chúng ta dán vào đây thì nó sẽ tạo ra gì đấy? Một cái khối văn bản vừa mang một cái nội dung bằng cách là đọc text để mà biết được nó nói về cái gì, nhưng mà trong trường hợp này thì đôi khi chúng ta chưa cần đọc tới nội dung bên trong, chúng ta chỉ cần nhìn cái hình cái hộp thôi là chúng ta đã hình dung ra ngay là nó nói về vấn đề gì, đúng không? Và nếu mà muốn làm cho nó đẹp thì thường chúng ta sẽ chọn cái hình thức như thế này, đó là các bạn chọn hết text cho tôi và sau đó thì các bạn vào cái này chưa, vào dạng paragraph đúng không? Các bạn chọn cho tôi là cái justify. Justify thì nó sẽ căng đều hết cả chữ ra, nó không có lồi lõm ở cạnh trái hoặc cạnh phải nữa, mà do đó thì chúng ta sẽ có được một cái khối chữ mà nó mang hình rất là căng. Thông qua cái việc mà nhìn vào cái khối hình này thì chúng ta cũng có thể hình dung ra ngay được là cái khối text này nó nói về vấn đề gì. Ví dụ như là chúng ta vẽ ra hình một cây thông chẳng hạn, đúng không? Cho đưa text vào thì chúng ta có thể hình dung có vẻ như là đến lễ Noel chẳng hạn, trái tim này thì chúng ta có thể có cái hình là hình dung về cái ngày lễ tình nhân chẳng hạn, hay là chúng ta biến đổi một cái chữ ra đôi khi nó thế này. Ví dụ như là tôi có thể biến một cái chữ như này chẳng hạn. Tám này. Đó. Ví dụ này, tôi có một cái chữ như thế này. À, đây là mùng 8 tháng 3, đúng không? Mùng 8 tháng 3 thì tôi có thể tạo ra được cái text như thế này. Nhưng nếu mà dùng nó lại để nhồi text vào trong cái hình như thế này nữa thì chúng ta có làm được không? Chúng ta có thể có cách làm như sau. Các bạn chuột phải vào trong cái layer giúp tôi thì nó cho phép các bạn convert qua lại giữa một vài cái tùy chọn như sau. Một là convert to smart object. Smart object khái niệm này chúng ta đã nói với nhau rồi. Ok. Thế nhưng mà các bạn còn có gì đây nhỉ? Rasterize. Khi mà các bạn chọn rasterize thì nó sẽ biến đổi gì đây? Nó sẽ biến đổi cái layer text thông thường thành điểm ảnh. Đây, chúng ta quan sát một tí. Đây là text nhá. Bây giờ tôi Ctrl G, tôi nhân bản thành layer text copy. Mà nếu tôi chuột phải vào đây và tôi chọn rasterize thì các bạn sẽ thấy là cái dấu gì đây, dấu T mất đi và bây giờ nó hiển thị là điểm ảnh. Đây là điểm ảnh rồi. Đây. Và điểm ảnh thì khác như thế nào? Điểm ảnh tôi có thể làm sao? Tôi có thể tô màu vào đây, đúng không? Ví dụ đây, tôi có thể tô màu vào. Thằng này thì không nhá. Thằng này thì tô vào lập tức là thấy gì? Thấy điểm cấm vì nó là text, đúng không? Tiếp nữa này, chúng ta thử nghiệm thêm một cái phương án nữa. Đây, lại Ctrl G. Tôi có thể biến đổi nó ra gì? Tôi có thể biến đổi sang thành Smart Object. Đây. Thì bản chất Smart Object là gì? Thực ra bản chất Smart Object nó là điểm ảnh thôi. Nhưng mà điểm ảnh này được gì đây? Được bảo vệ. Và muốn làm việc được thì tôi lại phải chọn vào đây và tôi chọn gì đây?
Edit Content. Đó, cái này chúng ta đã nói rồi. Bây giờ tôi lại nói sang một cái trường hợp khác. Này, Ctrl Z nhân bảng thành một lớp copy nữa. Chuột phải vào đây và chúng ta còn có gì đây? Create WordPress. Create WordPress thì lúc này nó sẽ làm ra một cái gì đây nhỉ? Cái đường path. Đấy, nó làm ra cho tôi thành thành đường path. Và từ đường path này thì các bạn làm sao đây? Đặt chuột vào. Các bạn kích một cái thì nó lại thành gì nhỉ? Lại thành cái hộp chứa đúng không? Và khi thành hộp chứa rồi các bạn có thể đưa nội dung chạy vào trong này. Đúng không? Thế và cuối cùng thì nó có một cái tùy chọn nữa. Đây, tùy chọn nữa như sau. Chuột phải vào và các bạn có một lệnh là convert to shape. Convert to shape thì nó sẽ tạo ra cái gì nhỉ? Shape layer. Shape layer thì xíu xíu nữa tôi sẽ nói thêm với các bạn kỹ hơn một tí về cái shape layer này. Như vậy là chúng ta biết thêm được cái cách là biến đổi một cái text sang thành các cái dạng khác nhau. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn cần lưu ý thêm cái gì về text nữa? Chúng ta còn cần biết thêm mấy cái như sau. Đó là hiệu chỉnh text như thế nào. Hiệu chỉnh text thì đây, chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút về hiệu chỉnh. Đây nha, đây là text đúng không? Bây giờ chúng ta hiệu chỉnh thì có mấy cái vấn đề như thế này. Về cơ bản thì chúng ta có thể thấy ngay được những cái hỗ trợ nó nằm ở trên thanh option. Tuy nhiên thanh option này thì nó cung cấp cho chúng ta không được nhiều thứ lắm. Và muốn hiệu chỉnh sâu thì chúng ta phải vào trong cái panel character hoặc là panel paragraph. Các bạn có thể gọi nó ở đâu? Các bạn có thể gọi nó ở đây. Đây, vào trong Windows và các bạn chọn gì đây? Character. Đó. Khi các bạn chọn character thì cái bản thoại nó hiện ra ở đây. Chúng ta có thể hiệu chỉnh tất cả những cái gì có ở trên thành option thì ở trong này nó cũng có mà nó cung cấp sâu hơn một số thứ. Sâu hơn cái gì? Ví dụ các bạn có thể thay đổi cái giãn dòng, giãn khoảng cách. Đây, trước hết là chúng ta nói về khoảng cách. Thì cái khoảng cách này là gì? Khoảng cách này là bình thường ra thì các bạn thấy cái tham số này là tham số bằng 0. Có nghĩa là nó không co, nó không duỗi. Tuy nhiên, phụ thuộc vào cái vấn đề là các bạn đặt text này vào trong khu vực mà nó chật hay nó rộng thì đôi lúc chúng ta phải giãn rộng ra hoặc là thu hẹp vào thì chúng ta sẽ thay đổi bằng cách là sổ danh sách này ra. Không có nghĩa là chưa thay đổi gì cả. Nếu chúng ta lấy giá trị âm thì nó sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các ký tự lại và làm cho cái khối text này nó có vẻ như là chặt chẽ hơn, sát nhau hơn. Ví dụ các bạn nhìn này, âm 25 này, đúng không? Âm 100 này. Đấy, thì khoảng cách giữa các con chữ được thu hẹp lại và các từng ký tự một nó sát sạt vào nhau. Đấy, muốn sát nhiều hay muốn sát ít thì các bạn có thể sổ danh sách ra hoặc là các bạn có thể gõ trực tiếp cái tham số vào đây. Thế còn trường hợp số dương thì sao? Trường hợp số dương thì nó đẩy rộng cái khoảng cách của các ký tự này ra. Nó làm cho các ký tự nó cách xa nhau ra. Thông thường thì mặc định luôn luôn nó sẽ để cho chúng ta ở chế độ là không, có nghĩa là không chỉnh gì cả. Đấy. Thế còn yếu tố thứ hai là gì? Yếu tố thứ hai là dòng, khoảng cách giữa các dòng. Đây ví dụ tôi enter để tôi xuống dòng như thế này. Thì bây giờ chúng ta đang có gì đấy? Chúng ta đang có một cái khối chữ mà gồm có hai dòng hoặc có thể là nhiều dòng hơn nữa. Và cái khoảng cách này nó cũng sẽ được mặc định là gì đấy? Auto. Có nghĩa là với một cái phông chữ cụ thể nào đó, với một size nào đó thì nó đã có một công thức rằng là dòng trên và dòng dưới nó phải cách nhau bao nhiêu thì dễ quan sát. Tuy nhiên trong thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cái auto này.
đôi lúc chúng ta hẹp chỗ thì chúng ta phải thu khoảng cách giữa các dòng lại, đôi lúc chúng ta có chỗ rộng thì chúng ta lại giãn nó ra. Và lại còn thêm một cái vấn đề nữa là nó tùy thuộc vào cái dòng chữ của chúng ta dài hay ngắn. Một dòng chữ dài thì chúng ta phải giãn khoảng cách nó rộng ra một tí thì nó mới dễ đọc, còn nếu mà chữ ngắn thì chúng ta có thể auto được. Và cũng tương tự như là cái giãn khoảng cách ở bên dưới thì chúng ta sẽ thấy là mặc định ở đây là auto, sau đó nó có một cái danh sách như thế này. Các bạn có thể gõ một cái tham số cụ thể là nó vào đây hoặc chọn ở trong danh sách này. Đó. Và khi chúng ta chọn một cái tham số càng lớn thì cái khoảng cách giữa dòng trên với dòng dưới nó giãn ra càng càng nhiều. Còn nếu như mà chúng ta chọn một cái tham số nhỏ đi thì nó lại làm sao đấy ạ? Nó ship vào với nhau. Về mặt nguyên tắc thì bao giờ cái khoảng cách này thì nó cũng phải thường là lớn hơn cái size của chữ. Ví dụ size là 36 thì cái giãn dòng khoảng cách giữa dòng trên với dòng dưới nó thường là phải lớn hơn 36 này thì nó mới bắt đầu dễ đọc được. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta để bằng cái tham số đó thì là nó đã tương đối sát, hơi khó đọc rồi. Còn nhỏ hơn thì bao giờ nó cũng díu xít vào với nhau. Thế đây là hai cái tham số giúp các bạn điều chỉnh về khoảng cách giữa các ký tự và các dòng. Ngoài ra thì nó lại còn có thêm một cái trường hợp tương đối đặc biệt nữa, đó là kerning between two characters. Trường hợp này thì nó không điều chỉnh cả khối mà nó điều chỉnh một chỗ nào đó thôi. Một chỗ nào đó là như thế nào? Đây, chúng ta quan sát. Ví dụ như là tôi thấy rằng là cái chữ tròn sát với cái chữ này chẳng hạn. Tôi muốn là nó thu hẹp lại hơn nữa thì tôi sẽ làm thao tác như sau. Chọn công cụ tách và tôi kích vào cái khoảng cách nằm giữa hai ký tự này. Sau khi có cái này thì tôi mới sổ cái danh sách này ra và tôi bắt đầu sổ cái trường metric này. Đấy. Đây. Nếu mà tôi chọn âm thì riêng cái chữ này và chữ này bị thu hẹp vào nhau thôi, còn các chữ khác thì nó vẫn thế. Hoặc là tôi giãn ra. Đó. Đấy thì nó chỉ đẩy riêng cái đoạn này ra thôi. Không được bôi đen nhé. Trường hợp này là các bạn không được phép bôi đen mà các bạn chỉ để trỏ chuột vào cái khoảng cách giữa hai ký tự thôi. Và nó chỉ thu hẹp hoặc là nới rộng khoảng cách giữa hai ký tự đó, còn tất cả những chỗ khác thì nó bỏ qua, nó không can thiệp. Cái này đặc biệt cần thiết trong cái việc mà tinh chỉnh, tại vì có một vài cái phông chữ thì nếu mà chúng ta không tinh chỉnh thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng hoặc là rất hẹp hoặc là rất rộng so với những chữ khác. Đấy, thì những cái lúc mà chúng ta cần tinh chỉnh thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái thao tác là gì đấy ạ? Tăng hoặc giảm chiều cao của chữ, tăng hoặc giảm độ rộng của chữ. Đây, ví dụ đây là 100%, đây là tham số mặc định. Nhưng mà tôi muốn làm cho nó rộng hơn chẳng hạn, tôi cho nó là thành 125% đi. Thì các bạn sẽ thấy là chữ của chúng ta sẽ được điều chỉnh lên cao hơn hoặc rộng hơn. Đây, trong trường hợp này rộng hơn chẳng hạn 125% rộng thì các bạn sẽ thấy là nó rộng ra. Như vậy là chúng ta có thể là điều chỉnh nó một cách phong phú hơn so với lại những cái option mà cung cấp ở trên thanh này. Tuy nhiên, riêng về cái đoạn mà tăng hoặc giảm kích thước chiều cao hoặc chiều rộng như thế này thì đấy là điều tôi cũng nhắc lại luôn là không khuyến khích nhé. Text bản chất của nó là để đọc, là để nhận được một cái thông tin nào đó hoặc một thông điệp nào đó. Thế nhưng mà text khi nó chưa diễn giải bất cứ điều gì thì chính bản thân nó đã là một bản thiết kế rồi. Đấy. Và mỗi một cái phông chữ nó cũng đã là một cái thiết kế riêng biệt với những đặc trưng riêng, do đó thì tôi cũng không khuyến khích các bạn là bóp méo hay là thay đổi tỷ lệ. Đấy. Chúng ta có thể giãn dòng được, chúng ta có thể giãn hoặc là co khoảng cách được, nhưng mà riêng về cái đoạn mà co duỗi thay đổi tỷ lệ của chữ thì tôi không khuyến khích. Nếu có thì cũng chỉ ở một con số nhỏ thôi, một chút thôi, vài phần trăm để cho nó giãn ra, co vào một tí.
nhưng mà đừng làm thay đổi quá nhiều, lúc đó có thể là nó sẽ lại na ná, nó sẽ giống một cái phông khác mất. Thế cho nên là đây là cái mà tôi không khuyến khích các bạn. Thế còn là có một số các cái khác nữa, ví dụ như là những cái tham số ở trường này đấy, set baseline shift. Set baseline shift thì nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh cái gì? Nó giúp chúng ta điều chỉnh đưa cái đường baseline lên cao hay xuống thấp. Bình thường khi tôi gõ nó nằm ở đây vị trí này, nhưng mà nếu mà tôi thay đổi cái này, ví dụ tôi cho nó thành 100 chẳng hạn, các bạn sẽ thấy là chữ của chúng ta thay vì nằm ở đúng vị trí gốc thì nó được đẩy lên cao, đúng không? Đẩy lên cao hơn so với thông thường. Hoặc là nếu mà tôi cho nó là âm 100 chẳng hạn, thì lúc này chữ bị đẩy thụt xuống so với cái đường cơ bản vốn có của nó. Thì đây là nhấc chữ lên cao hay là đẩy thụt chữ xuống thấp hơn. Các bạn có thể đẩy cả khối, hoặc là đẩy một dòng thì các bạn bôi đen một dòng đấy, hoặc là đẩy một chữ nào đó thì các bạn bôi đen một chữ. Ví dụ đây tôi trả cái này về không, đó. Thế bây giờ tôi bôi đen một cái chữ nào đó và tôi thay đổi cái này đó. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng riêng cái chữ này nó lại bị thụt xuống. Trong thiết kế thì không phải lúc nào chữ cũng ngang, có những lúc mà tôi cho nó lên cao xuống thấp theo ý đồ của nó để tôi tạo ra một cái sự khác biệt, gây sự chú ý cho người xem, thì tôi có thể là sử dụng cái thao tác này. Tất nhiên chúng ta có thể cắt rời từng chữ ra và chúng ta sắp xếp theo cách của chúng ta, đúng không? Mỗi một chữ nào đó nó nằm ở trên một layer riêng khác nhau, thì chúng ta có thể chỉnh theo kiểu gọi là di lên di xuống. Thế nhưng mà như thế thì di của đó thì nó sẽ là cái phương pháp là làm thủ công, và nếu mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta vẫn phải thay đổi hết tất cả, trong khi nếu mà vẫn giữ là một cái khối chữ thì chúng ta có thể bôi đen từng đoạn một và chúng ta thay đổi được. Và đến lúc mà không cần nữa thì tôi chỉ việc là bôi đen tất và tôi trả nó về giá trị không, là nó về căn bản ngay ban đầu. Thế còn color này thì nó cũng tương ứng với lại gì đấy ạ, nó cũng tương ứng với color trên này, có nghĩa là các bạn có thể là chọn chỉnh ở đây hoặc là các bạn chọn chỉnh ở đây. Chọn chỉnh ở đây thì nó có một điểm khác là gì, không nhất thiết là các bạn phải chọn công cụ T đó, các bạn dùng công cụ này hoặc dùng công cụ bất kỳ, miễn là các bạn làm sao chọn được đúng layer. Và khi mà chọn được đúng layer rồi thì các bạn chỉ việc là sổ cái này ra, chọn một màu khác, lập tức là nó sẽ cập nhật ngay cho cái layer này mà không cần phải làm thêm bất cứ thao tác nào khác. Và các bạn cũng được cung cấp thêm một số option khác mà nó nhiều hơn so với thanh option ở phía trên, ví dụ như là bold này, đúng không? Ví dụ như là nghiêng này, ví dụ như biến tất cả thành chữ hoa này. Ở đây thì hoa hết rồi cho nên là chúng ta sẽ không thấy, nhưng nếu bây giờ tôi viết một chữ khác, ví dụ như thế này, đó. Và nếu như mà tôi chọn gì đây, tôi chọn cái biểu tượng này thì nó tự động nó sẽ all cap lên hết thành ra chữ hoa, hoặc là gì đây viết kiểu này thì nó sẽ giữ gì đây to chữ đầu và nhỏ các chữ sau. Đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều kiểu khác nhau. Hoặc là khi các bạn cần viết một công thức có dấu mũ, mũ 2, mũ 3, mũ gì đó thì các bạn chọn cái chữ, đúng không? Ví dụ như là tôi viết một công thức mét vuông chẳng hạn, đúng không? Thì mình viết là như thế này, nhưng mà lúc đó thì mình sẽ phải bôi đen cái chữ số 2 này và chúng ta sẽ biến đổi nó bằng cách là bấm vào biểu tượng superscript thì nó sẽ thu nhỏ lại và nằm lên trên. Nhưng ngược lại, nếu như mà tôi viết một công thức hóa học chẳng hạn, tôi viết công thức nước chẳng hạn, H2O, đúng không? Thì tôi lại phải bôi đen cái này và tôi chọn là gì đây? Đấy, thì nó lại thụt xuống dưới, ví dụ như thế. Thế thì bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là hiệu chỉnh cái chữ của chúng ta nó trở về những cái định dạng mà chúng ta muốn, ví dụ như là gạch chân thêm underline hoặc là gạch xiên ngang đấy. Và chúng ta còn có thêm một số các cái tùy chọn như thế này nữa, như vừa nãy tôi có nói là text là text, nhưng vì nó hiển thị ở trong một cái môi trường mà mang tính bitmap cho nên nó vẫn chịu ảnh hưởng của các pixel, do đó thì chúng ta có thể là biến đổi nó ở các trạng thái khác nhau. Ví dụ như là năm thì các bạn sẽ thấy rằng là nó chạy theo đúng cái đường zig zag và đôi khi là trông nó hơi gãy nét đó. Còn nếu mà các bạn chọn các cái trường hợp khác như là sharp này đấy, hoặc là script này, hoặc là strong này,
thì mỗi một cái kiểu như thế này thì nó sẽ có những cái kiểu bù màu và những chỗ gãy khác nhau, và nó sẽ tạo ra các cảm giác là mềm mại hay mạnh mẽ hay là rõ ràng gì đó. Thì từng từng cái kiểu này tùy thuộc vào yêu cầu của các bạn, và các bạn thiết lập một cái tùy chọn này làm sao cho nó giống với lại mong muốn của các bạn. Đấy. Thì như vậy là tổng quan và một số các cái vấn đề mà liên quan đến text thì nó là như thế. Thế còn paragraph thì nó cung cấp cho các bạn cái gì? Nó cung cấp cho các bạn một số các tùy chọn khác, ví dụ như là dòng trái, dòng phải, dòng giữa, rồi justify trái, justify phải, justify giữa và justify full, có nghĩa là đầy đủ, căng đều hết cả ra. Ngoài ra nó cho phép các bạn chọn là thuộc lề trái, thuộc lề phải, thuộc cái dòng đầu tiên, đúng không? Thuộc dòng tức là đẩy lui cái khối đầu chữ xuống bao nhiêu, đẩy lui cái khối chữ xuống bao nhiêu, vân vân. Đấy, rồi thì một số các cái tùy chọn như hyphenate này chẳng hạn, thì nó cho phép là các bạn là tách một cái ký tự là một nửa dòng trên, một nửa dòng dưới, hay là nó đẩy nguyên cả ký tự đấy xuống. Đấy. Viết theo kiểu nửa dòng trên, nửa dòng dưới thì đôi lúc là rất khó đọc, đúng không? Ví dụ như vừa nãy chúng ta có đánh cái chữ mà Photoshop trong đó có. Đây, ví dụ tôi vẽ ra một cái hộp này, đó. Đấy, như thế này thì nó sẽ bẻ đôi một cái ký tự ra bằng một cái dấu nối, và nó đẩy cái phần thừa xuống dưới. Thế nhưng mà nếu như mà tôi đánh dấu những cái dạng như thế này, đó. Đấy thì nó sẽ làm sao đấy? Nó sẽ không cho phép bẻ nữa, mà nó bao giờ nó cũng đẩy nguyên một từ, nếu không đủ chỗ nó đẩy nguyên cái từ đó nó xuống dòng bên dưới. Thì chúng ta có thể là xem thêm cái vấn đề này. Thế và trong cái menu type này thì nó có một số các cái tùy chọn thêm cho các bạn. Đấy. Thực ra thì nó rất là giống cái những cái thao tác mà chúng ta làm thôi, nhưng mà ở đây nó thể hiện là đầy đủ các lệnh như thế này. Đấy. Và nó có một cái rất là quan trọng ở đây. Đó là cái glyph panel. Cái này cũng là một cái thành phần mới mà mới được bổ sung vào trong Photoshop ở phiên bản mới này thôi. Trước đấy là không có. Đấy là cái gì ạ? Đấy là cái thao tác chèn các ký tự đặc biệt vào trong text. Để làm gì? Để giúp chúng ta gõ được những cái từ giống như mong muốn của chúng ta. Phông chữ thì có rất nhiều, nhưng mà không phải phông nào nó cũng hỗ trợ gõ tiếng Việt có dấu, đúng không ạ? Thế nhưng mà là người thiết kế, nếu như mà chúng ta chỉ dừng ở một số phông quen thuộc mà đã được Việt hóa hoặc là đã được thiết kế riêng cho phông tiếng Việt, thì cái số lượng phông chúng ta sử dụng nó rất là ít. Đôi khi tôi chọn được những cái phông rất đẹp, rất là phù hợp với lại cái nhu cầu của tôi, nhưng nó lại là phông hỗ trợ gõ theo kiểu tiếng Anh cơ, tiếng Pháp gì đấy cơ, và tôi không thể bỏ dấu theo kiểu tiếng Việt được tại vì nó không hiểu. Thì lúc này tôi có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ cái option này. Đây, ví dụ mình dùng một cái phông rất là cơ bản như thế này. Đây, tôi chọn là phông Aria đi. Đó. Ví dụ Aria. Ok, chữ cộng hòa này tôi có thể gõ được, đúng chưa? Nhưng nếu mà bây giờ tôi chuyển đổi sang các dạng khác thì sao? Regular được, narrow được không? Được. Đấy, hoặc một số dạng khác, bold được không? Bold được. Nhưng nếu mà tôi chuyển sang black là sẽ ăn đòn. Đây, các bạn nhìn thấy. Do black nó không hỗ trợ kiểu bỏ dấu, cho nên là chữ nào không có dấu thì nó vẫn giữ cho tôi là black. Còn một số chữ có dấu thì nó lại bị giữ ở cái dạng area bold hoặc là thông thường thôi, nó không phải là black đấy, hoặc là nó biến đổi hẳn ra không đọc được nữa cơ. Tôi còn chưa nói tới những cái phông mà nó không được hỗ trợ tiếng Việt,
Thế thì bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào? Chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là thay vì việc là gõ có dấu, tôi chọn được một phông đẹp, tôi có thể gõ theo kiểu không dấu như thế này trước đã, đúng không? Đó. Sau khi mà tôi gõ như thế này rồi, tôi mới gọi cái sự hỗ trợ bằng cách là mở type, mở panel và chọn cái clip này. Bảng lệnh clip nó mở ra thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ thấy có rất nhiều ký tự ở đây, bao gồm cả một số ký tự đã được ghép thêm những cái dấu má vào đây. Đấy, ví dụ chữ cộng tôi sẽ bôi đen ở đây và tôi tìm cái chữ ô. Đó, ở đây ô có rồi. Đó. Bôi nhấp đúp ở đây. Bôi đen ký tự muốn làm, sau đó nhấp đúp vào cái ký tự mà mong muốn thì nó sẽ chèn cái ký tự đó vào thay thế cho ký tự mà không dấu của chúng ta. Ví dụ hòa nhá. Tôi bôi đen cái chữ này và tôi tìm cái chữ là gì đây? Ò này đúng không? Đấy, thì nó bỏ dấu luôn. Chẳng hạn như thế. Còn một số trường hợp nó không hỗ trợ đến mức đó thì chúng ta lại phải tìm những cái dấu rời ở ngoài. Đúng không? Ví dụ như là đây, dấu huyền ở ngoài. Lúc ấy thì chúng ta làm nào? Chúng ta sẽ làm như sau. Đây, thu bớt cái này lại một tí, tôi gõ lại một cái dòng chữ khác nhé. Đây, chúng ta sẽ xem như sau. Tôi ví dụ chữ hòa này, tôi sẽ phải bôi đen cái này, tôi copy lấy một tí ký tự đi, sau đó thì tôi dán vào đây. Sau đó lại bôi đen cái ký tự rời này và tôi lấy cái dấu rời ở đây. Đâu nhỉ? Vừa nãy xuống đây, dấu huyền, đúng không? Đấy. Thế sau khi có cái này rồi thì chúng ta sẽ lấy và chúng ta kéo, chúng ta thả vào cái vị trí cần thiết. Nếu như nó không có cái dấu ghép luôn vào thì chúng ta sẽ tìm những cái dấu rời như thế này để chúng ta đưa vào. Đấy, chữ cộng này cũng tương tự như vậy. Ví dụ như là ở đây không có ô cộng, vậy thì tôi lại phải làm sao? Tôi lại phải gõ một cái dấu rời ra đây, một chữ rời, bôi đen và tôi tìm cái dấu gì đây? Dấu nặng, đúng không nào? Đâu nhỉ? Dấu nặng rời đâu rồi? Đây ví dụ, đúng không? Và sau đó thì tôi mới kéo, tôi thả vào đây. Nhưng tuy nhiên, lưu ý các bạn một tí là những cái dấu mà nó nằm ngay ở trong chữ luôn đấy thì nó sẽ tương đối là ổn. Nhưng thường thường các trường hợp mà chúng ta ghép cái dấu rời thì hay bị tình trạng dấu đấy hơi thô. Và thường thường thì chúng ta sẽ phải thao tác là phông chữ bình thường này bao nhiêu thì cái dấu mà chúng ta ghép rời thường là chúng ta sẽ phải để cho nó ở cấp độ nó bé hơn một tí. Đấy, giảm đi vài size thì lúc đó nó ghép vào đây nó mới hài hòa. Còn nếu không thì dấu của chúng ta thường là hơi bị thô nếu trường hợp mà chúng ta ghép rời bên ngoài. Mặc dù vẫn là chẳng hạn như là cái chữ là 36, tôi cũng lấy cái dấu đấy là 36. Nhưng trường hợp mà ghép rời thường là bị thô thì cứ dấu ghép rời bao giờ tôi cũng phải giảm đi vài size. Đấy, thì nó mới 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 hài hòa được. Thì đây là một cái cải tiến mà Photoshop nó cung cấp thêm ở phiên bản mới. Trước đây thì cái phần này nó đã có ở trong các phần mềm vector, ví dụ như Illustrator hay là Corel thì nó đã có rồi. Nhưng mà Photoshop thì không có. Đấy, cho tới phiên bản mới này thì nó mới tích hợp thêm cái thằng này vào trong Photoshop để giúp chúng ta xử lý các vấn đề về text cho nó dễ dàng hơn trong cái việc mà hỗ trợ những cái phông mà nó không được gõ tiếng Việt bình thường. Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái này để chúng ta chèn những các ký tự đặc biệt vào. Thì đấy là những cái vấn đề mà các bạn cần quan tâm khi mà các bạn làm việc với text. Đấy, như vậy là chúng ta nhắc lại này. Text có thể có text ngang này, có text dọc này, có text theo kiểu vùng chọn ngang, vùng chọn dọc. Text thì có hai dạng là dạng thông thường và dạng paragraph theo hộp. Đó. Text có thể tô màu nếu chúng ta biết tô, còn nếu mà dạng đặc biệt hơn là tô chuyển hoặc là tô pattern thì chúng ta sẽ phải sử dụng layer style để chúng ta làm đấy, và chúng ta có thể chuyển đổi qua lại giữa hai dạng text thẳng hoặc là text ngang. Đó, chúng ta có thể chuyển một cái text thành ra dạng theo khuôn hình để nó biến dạng đi, hoặc là chúng ta có thể gán cái text đó vào một đường dẫn để cho nó uốn léo theo cái đường dẫn. Và nếu mà chúng ta bẻ đường dẫn đi đến đâu thì cái text đó nó sẽ bám theo đường dẫn, nó cũng uốn theo đến đó.
Chúng ta có thể là ghép dấu vào này, chúng ta cũng có thể làm biến đổi text sang thành các dạng khác như là Smart Object, biến đổi nó thành điểm ảnh, biến đổi nó thành đường path, biến đổi nó thành Shape Layer, vân vân. Nhưng mà lưu ý cho tôi, một khi đã biến đổi rồi không bao giờ có chuyện hồi tố, tức là đã convert từ dạng nọ xong rồi là convert sang dạng kia là không được. Đấy, các bạn chỉ có thể convert từ một điểm ảnh sang thành Smart Object hoặc từ Smart Object biến đổi sang điểm ảnh thôi. Còn tất cả các dạng khác, một khi đã convert rồi thì không bao giờ convert ngược lại được nữa. Text cũng thế. Thế và nó còn có một cái nữa, xem nào. Ngoài ra thì đây cũng là một cái mà nó cũng được bổ sung thêm về sau này, đó là khả năng chuyển qua chuyển lại giữa hai dạng text, đó là paragraph và text thông thường. Đây các bạn quan sát, đây là text thông thường này, đây là text thông thường đúng không? Mà nếu như mà tôi chọn cái layer này và tôi chọn vào menu type và chúng ta chọn lệnh gì đây nhỉ, convert to paragraph, khi tôi bấm vào đây thì nó biến đổi cho tôi thành ra dạng gì đây ạ, dạng paragraph, có nghĩa là nó tạo ra cái hộp bao xung quanh. Đây khi tôi thay đổi kích thước thì lập tức là cái chữ này bị đẩy xuống dòng đó. Thế nhưng chữ như thế này tôi có làm cho nó chuyển đổi sang thành dạng thông thường không? Có được. Đây chúng ta chỉ việc là chọn layer này, chọn type, và lúc này đang là dạng paragraph thì nó sẽ lại có một cái lệnh là gì đây nhỉ, convert to point text, point tức là chữ thông thường đấy, đây thì nó lại trở thành text thông thường. Khi tôi chọn vào đây có còn đấy không, còn hộp không, không còn nữa. Đây cũng là một cái bổ sung tương đối mới, mặc dù những cái lệnh này ở bên các chương trình vector nó có tương đối lâu rồi, nhưng mà đối với Photoshop thì đây lại là cái bổ sung mới, chỉ phiên bản CC có thôi, còn trước đó là chưa có cái lệnh này. Đấy. Nhất là cái phần phần grid để mà các bạn ghép thêm cái dấu ấy thì nó là cái bổ sung tương đối mới. Như vậy là chúng ta đã làm quen qua một vòng với lại cái thao tác làm việc với text. Thế ngoài ra thì text này có áp dụng được những cái thứ khác không? Layer style thì chúng ta đã biết rồi đúng không? Mặt nạ có xử lý được text này không? Được. Đây. Tạo ra mặt nạ đúng không? Và khi mà tôi sử dụng cái bút tôi vẽ vào đây. Đấy, thì các bạn thấy rằng là nó cũng che được text. Và nếu mà bỏ cái mặt nạ này đi thì text lại hiện ra bình thường. Cái đấy là vài cái mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta làm việc với text.